Xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Và đơn hàng đầu tiên là chị Thanh ở Bình Dương. Chị đặt tất cả là các hình sticker ha, hình dáng. Thì có đặt là hai hình dáng, có hoàng tử không còn tử nè. Nhưng mà shop chỉ còn một mẫu thôi, không. Nên bạn đặt hai tấm nhưng mà shop chỉ còn một mẫu thôi, sợ lấy giống nhau. Nên là mình lấy cho mình một sticker nữ nữa này nha. Đây, sticker nữ. Là hai tấm này, hai tấm sticker này là 30.000 ha, loại lớn nè. Loại này lớn hơn loại này luôn nha. Đó, 30.000. Nó làm rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhìn nó sặc sỡ nè, dễ thương luôn. Quá sáo và sao có cái đầm hoa hồng nữa. Thì mẫu này nữa nè, mẫu này là cũng 30.000, hình dáng dẻo. Mẫu này cũng 30.000 các bạn thấy không? Nó nhỏ hơn này nữa. Nó nhỏ hơn quá trời luôn nhưng vẫn 30.000 do là cái hình này là hình dáng dẻo nè, rất là đẹp, dễ thương nữa ha. Đây. Mẫu này cũng 30.000. Và tặng cho mình một cây bút Galaxy nhũ. Đây là đơn hàng Phạm Nhã Hân. Coi Nhã Hân mua cái gì nha các bạn nha. 1, 2, 3. Wow. Đây, tất cả đều là móng tay nha. Một hộp như vậy 8.000. Các bạn thấy dễ thương không và đẹp không? 8.000 thôi nha. Đó. Thì hộp 8.000 nó sẽ đây, nó có kim tuyến cho mình gắp lên nè. Đây là keo, keo để dán ha. Có cái đầu gắp nữa. Mỗi này chỉ 8.000 thôi. Rất là rẻ luôn nha các bạn. Mình chơi tha hồ trang trí móng tay cho mình. Đây, mẫu này là tặng cho mình ha. Mình thích móng tay thì sẽ tặng cho mình thêm một cái vị trang trí móng tay nữa. Hy vọng mình sẽ thích nè. Đó, bạn thấy chi tiết từng bộ ha. Đây. Đó. 10 bộ, tất cả là 10 bộ nha. Tiếp theo đơn hàng của anh Long, thành phố Vũng Tàu. Anh Long đặt tất cả các cái cơ thế này ha. Đã chọn mẫu rồi. Shop sẽ giới thiệu từng mẫu cho các mình xem nha. Mẫu này là 5.000. Có những hình công chúa rất là dễ thương. À, cái này mặc chibi nha. Những cái tiên cá nè, tiên bướm. Mẫu này nữa. Thì đặc biệt, đằng sau những cái tấm hình này thì nó sẽ có những cái tấm tô màu cho mình. Các bạn ha. Đặc biệt có những tấm tô màu, chơi xong mình tô màu luôn, không bỏ cái nào hết nha. Rất là dễ thương luôn. Những tấm bên này cũng như vậy nha các bạn. Đó. Mẫu này nữa, mẫu này thì là 30.000, hình dáng dẻo nè. Dễ thương không? Nhìn sặc sỡ luôn các bạn ha. Thì mấy tấm đằng sau cũng vậy luôn, cũng có tô màu hết nha. Đó. Đây nữa, mẫu này vẫn là 30.000 nè. Wow, quá xinh xắn. Thì các bạn muốn mà xem những cái tấm hình dáng như thế này, những cái câu chuyện tiết chơi như thế này thì các bạn vào kênh 1001 câu chuyện ha. Và Béo Chibi. À cái gì xin lỗi, nói rất lộn. À, vào YouTube mình bấm là 1001 câu chuyện nó sẽ nổi lên. Thì đó là kênh của chị, chuyên làm về những cái sticker như thế này rất là dễ thương luôn nha. Và là có những cái câu chuyện đầy ý nghĩa nữa, và vẽ nữa, chỉ hướng dẫn cho các bạn vẽ nữa. Rất là nhiều và những câu chuyện dễ thương. Mẫu này thì 14.000 nha các bạn. Đó. Đây, đằng sau cũng những cái tấm hình vẽ luôn, rất là dễ thương nè. Công chúa hoàng tử nè. Và tặng cho mình một cuốn sổ hình dáng luôn nha. Mình thích sổ hình dáng này thì nó có cái đầu rác ngôi nhà nó rất là xinh luôn. Tiếp theo đơn hàng của Kim Phượng, thành phố Hồ Chí Minh. Kim Phượng đặt là một cái bộ móng tay 40.000 ha. Lấy có hình Galaxy lấp lánh nè, sạc cừ rất là xinh luôn nha các bạn. Đẹp, lung linh luôn á. Nó kêu, có cái kêu sẵn luôn nha, cũng có mình trong đây rồi nha. Giờ mình chỉ dán vào thôi. Đây, và tặng cho mình hai cái tấm cơ hình dáng nè. Dán móng luôn đó, mình giờ mình cắt. Mình chà nước lên, mình dán lên cũng rất là đẹp. Đơn hàng của Nguyễn Ngọc Như Ý, thành phố Hồ Chí Minh, 70.000. Và đầu vào là tặng cho Như Ý một cái cọc tóc có hình bạn gấu nè. Có cái hạt nữa. Và đây, khui. Wow, một cái bánh bao rất là ngon và đẹp luôn nha. Các bạn thấy không, có cái hộp nè, rất là đẹp, chắc cú nha. Mẫu này là 40.000, Wishy Mochi bánh bao. Đó, thấy không? Rất là mềm dẻo nha. Đơn hàng cuối cùng ngày hôm nay là của chị Văn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chị Văn đặt một bộ đồ cho búp bê nè, rất là xinh luôn các bạn thấy không? Đó, có cái cẩu lọ nè. Mình mở ra cho các bạn xem nha. Và đây, sau khi mở ra thì nhìn nó đẹp hơn đúng không? Nó có thêm một cái mannequin móc móc áo nè, mannequin để giờ mình móc đồ mình lên ha. Đây, một cái quần dài rất là xinh. Đó, cẩu lọ ha, cẩu cao các bạn. Về mặt vô thì nó rất là đẹp luôn. 30.000 bộ này nhé. Đặt tiếp là bộ sticker. Bộ sticker 16.000 mà mẫu bạn chọn bên shop hết hàng là không còn mẫu đó. Shop sẽ chọn mẫu này đẹp hơn cho mình nè. Các bạn có thích không? Mẫu này cũng 16.000. Và mẫu này 10.000 ha, có tiên cá nè. Có hình quả ớt nè, có những con cá rất là xinh. Tặng cho mình hai cái váy đơn giản cho búp bê luôn nha. Hy vọng mình sẽ thích. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê. Có cả những bạn búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, tranh cào than, phân phong máu. Các sản phẩm đồ dùng học tập của shop Bé Chibi cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác, để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, bando quần áo, túi nhồi bông và có cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bích tông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe chạy siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slammy, Galaxy, Slam Trong, Slammer, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả
Kim với phương châm phục vụ, hết mình, tận tình. Còn bây giờ chắc là phải bye bye rồi. Hẹn gặp lại ở video sau. Đừng quên bấm like.